Xin chào bà con. Xin chào bà con. Sáng nay mình có chuẩn bị được ít cái nục nhỏ nhỏ nè cô chú anh chị. Trưa nay thì mình sẽ kho với lại măng chua nha. Đây mới cá biển này về thì mình cũng mần mình rửa sạch rồi nè. Bữa nay đi chợ thấy nó cá biển nó nhỏ nhỏ vậy nè, mình kho măng ăn nó mới ngon. Đây mình có được ít măng nè, đi có hành tỏi ớt. Ra ăn kèm thì mình có được mớ đậu rồng nè, rồi còn đước với lại thêm mớ rau má nữa. Cá này thì giờ mẹ sẽ ướp trước nha, mình ướp cho nó cứng con cá. Cái nục nhỏ nhỏ này mà đem chiên á, mình ăn nước mắm nó cũng ngon đó cô chú anh chị. Bây giờ mình cho hành tỏi ớt nhiều vô mình ướp. Cá thì mình ướp hành tỏi nhiều thì nó thơm. Rồi giờ mình cho gia vị vô luôn. Mình cho hạt nêm nè, bột ngọt với lại chút xíu đường. Mình cho thêm miếng nước mắm nữa. Nước mắm này thì mình mua nước mắm lẻ người ta bán ngoài chợ á, 20.000 lít. Này mua về để dành kho cá nó cũng ngon nữa cả nhà. Bây giờ mình trộn đều lên nha, mình để mình ướp đi cho nó thấm đi. Cái măng này ai biết ăn thì cảm thấy rất là ngon. Còn nhiều người ta không biết ăn, người ta nghe cái mùi người ta chịu không được á cô chú anh chị. Cái măng nào mà đem nấu lẩu gà ăn là nhức nách luôn. Có dịp đi Đà Lạt á, người ta nấu lẩu gà lá é, người ta cho măng gì nè, ăn nó ngon lắm. Con gì vậy? Đây, có 1 kg à. Ủa, đi đặt cái vòng gì? Vòng nhà đó, vòng nhà đó, 12 cái ngục. 12 cái ngục hả? Ôi, quá trời luôn hả? Cá bún mỡ, tép bạc non với lại cá bún dừa. Quá này đặt hai nước nó chết hết chắc khoảng 100 gram. Chắc còn 900 gram. Ngon quá. Từ chồng luôn. Còn đặt vòng nhà kế bên nhà đó, 4 cái. Nè, cho em coi nè. Nè, đâu cần đặt đi đâu xa đâu. Có 4 cái vòng nhà đó, xung quanh hốc nhà đó. Rồi, cái này hả, giờ không biết làm gì đây cả nhà. Này giờ mình mần đi rồi để đó chứ giờ không biết làm gì, sáng có mua đồ ăn rồi nè. Trời ơi, nó đã nè. Rồi nó còn nhảy. Cái bạc non nè. Nó quá chết rồi. Hết mớ uổng dễ sợ luôn. Tại nó khô, nó cạn quá nè. Cá mình ướp sớm giờ nó cũng thấm rồi nè. Giờ mình làm miếng nước màu đường để mình kho cá. Cái màu đường này mình thắng vậy nè, mình kho liền nó cái màu lên, cái màu cánh gián á cô chú anh chị. Cái vàng vàng đẹp lắm. Mình cũng thử miếng hành tỏi này cho nó thơm thì mình cho cá vô. Thế vậy chứ hồi nó lên cái màu cánh gián đẹp lắm cả nhà. Bây giờ mình cho cá hết luôn. Cái một ngày sáng mình mua nó tươi xanh nè. Cá nó săn lại rồi nè, giờ mình cho miếng nước sôi vô. Mình kho cá, mình cho nước sôi vô cá, mình nó kho nó không có tanh á cả nhà. Giờ mình thử miếng tỏi nè, mình xào măng lấy đi rồi mình kho cá cho nó thơm. Cho nó bớt cái mùi hăng á cả nhà. Giờ mình dằn vô đây chút xíu hạt nêm nè với lại chút đường. Cho nó thấm vô măng cho nó ngon. Cái này mình chỉ xào sơ qua thôi. Nó săn là được rồi. Giờ mình cho măng vô mình kho luôn nè, để cho nó thấm vô măng luôn. Cái món này làm nó cũng nhanh mà. Đây cá nục này nó cũng nhỏ. Cái chảo cá của mình nó cũng chín rồi nè. Giờ mình cho ớt với cho hành vô mình nhắc xuống nha. Nãy măng mình bỏ vô nó hơi nhiều, thành ra là giờ cá nằm ở dưới không à. Kho này măng nhiều thì ăn nó đỡ ngán. Ăn nó có độ giòn giòn. Cơm xếp sọt ngon quá luôn. Nên nó bụng gì không kịp thay đầu không quý vị. Đói quá đói. Này mày làm món gì mà? Cá nục khô măng. Khô măng. Có mớ rau sống nè. Thì có nãy chứ cái câu mặn. Rau sống. Còn nước cơm thì ngày nào cũng có. Rồi mời cả nhà ăn cơm luôn. Mời ba với mẹ, cha mẹ ăn cơm luôn. Con mời ông bà bác cơm. Dùng cơm. Mời cả nhà dùng cơm. Cái nục này bà hỏi việc ăn béo quá vậy. Này nhỏ nhỏ còn ăn nguyên con luôn. Cái xương giữa nó không có, cái xương giữa nó bự. Măng mềm con tập ăn con lừa xương ra. Nè, dễ ủi có đó. Gì đâu. Đó. Lớn rồi nay 9 tuổi, 10 tuổi rồi. Đây mày cho Vi tới đâu gồng nhỏ nè. Hồi sáng mua đồ gồng thế nào nó lấy non xèo nè. Đó, ăn đi con. Nhớ hồi nào Vi có chút xíu mà nay Vi 9 tuổi thì giữ người ta. Mới nhớ hồi là về đây có chút xíu mà. Năm sau chuẩn bị 10 tuổi nữa rồi. Hỏi ăn cơm với gì? Ăn cách gòn, cá heo. Cá heo, cá chó.
Tép gòn. Tép gòn là tắt điện mới. Không biết luôn. Cá ho. Cá ho, tép gòn. Hôm nay mình ăn tép gòn. Ừ. Có nục nữa ngọt thật ghê. Ừ. Cái nục này ăn tốt lắm á, nếu mà nó tươi á, nó không có bị ướp này kia là trong tốt. Bị trong thì mới ngon. Cá nục siêu ngon. Bác sĩ nói là cá nục này nó nhiều chất lắm. Vitamin, đạm này kia. Nè, thử cục măng. Béo vậy sao béo luôn. Béo thơm nữa hả? Cái nục nó có mùa ăn cũng không ngon. Cái nục này béo vậy sao luôn. Mà mua cái nục nhỏ vậy nó mới ngon rồi. Ừ. Lớn quá ăn nó không ngon. Nó nhỏ dễ ăn. Cái nục này có 30 ngàn ký à. Tươi dễ sợ tươi luôn. Xanh luôn. Rồi má cái chút một chút thì nó ngon. Dạ. Này cái này béo là vi chịu không? Dạ. Đây còn nước nè. Rượu ôm, rượu mình ăn ít thôi. Tại ăn không quen, ăn sống thôi cô chú anh chị. Rượu má nè. Dồn vô đó. Cuộn thiệt là nhiều rau vô vậy nè. Bóp ra dập dập cái mình chấm cá nó mới thấm. Mẹ ơi, hồi nay con nói là mấy cái bạn mà có kêu tên nó là buổi chiều á 1:30 đi học á, cô nói là mình làm mà mấy cái bạn kia ra muốn đi thì đi không sao hết trơn á. Mình học thêm á hả? Không phải là học thêm nữa mà là cô đọc chứng tả cho mình viết á. Chắc là những cái bạn học chậm á. Rồi. Rồi đang cút phụ đạo đi theo. Ngày lại là thứ sáu nữa hả Vi? Dạ. Chiều được nghỉ. Đã ta. Giờ có Lý lên nữa. Có không? Dạ có. 4 giờ Tụng Lý lên. Với em gì đó mấy nay không thấy qua chơi. Em thứ 7, thứ 7. Thứ 7 mới gặp Tụng Lý. Trong nhìn nè. Thử gói xin tới chủ nhật là con đi chơi hả hết luôn. Thứ 6 là chơi Lý nè. Thứ 7 thì chơi học Lý, chủ nhật chơi anh bà. Lý đâu? Lý đâu? Con chịu á. Không, chịu qua hả? Không, chiều nay đi tới. Chị nói hả? Hôm qua đi nói á. Mà nói gì chứ không biết nít có vô không? Cá nhỏ nhỏ mà nó béo ghê mà. Béo, rất béo. Béo cho má. Mùa này mùa lành như mùa cá béo. Béo, rất béo. Có mùa thì ăn không ngon, mùa này béo quá. Nó béo mà cá nó rẻ nữa. Lúc này nó non, ghê non luôn. Thật cái ngọt cái béo. Cá này ăn nhiều tốt nè. Giờ nên chọn cá biển, cá sông này kia ăn là tốt cho sức khỏe. Lâu lâu rồi thèm thèm mua miếng cá nuôi ăn một hai bữa thôi. Siêu ngon hả bè? Rồi xin chào bà con. Lại là bữa cơm trưa. Giờ đó các bạn nấu một món vậy là ăn cả ngày luôn á bà con bác. Buổi sáng nhiều khi chỉ có bé Vi ăn sáng thôi, còn nhiều là cả nhà ăn cơm gà hoặc là không ăn luôn. Nhưng nó mì ăn mà ăn mì. Mời, và mời bà con cô bác, mời bà con cô bác dùng cơm. Ở chứ ăn mì là phải có rau. Cái gì ta? Cái nồi lắm á. Phải cái con mọt. Con mọt. Không có siêu cọt nè. Mọt nó trong một cái cây á, kêu ọt eo quẹt á. Măng này măng chua. Măng lẩu lẩu cũng ngon rồi. Măng chua này khoai với thịt ba rọ cũng ngon lắm á. Thì nhất bài rồi đó. Được không? Khoai ba rọ là ngon. Nó nhỏ dễ ăn. Mà cũng lần đầu con khen cá luôn á. Cá này ăn nó béo mà. Béo á. Cá này chiên kho. Nấu canh cái gì cũng ngon chứ. Bữa nào mua nhỏ nhỏ thì kho kiểu bột xương đó mẹ.
Sụp xương thì nó giống như cá hấp. Cá mồi. Cá mồi. Ừ. Mày ăn cái gì giòn cũng luôn á. Nhưng ăn mang đúng không? Không, cứ mình khoai từ từ. Ừ, cái này nó cũng xương nó cũng mềm mềm rồi. Xương mà bỏ lên nè. Vừa măng cà má hả? Có ăn đậu đầu. Lâu gồng giòn dữ ta. Nơi rau nào cũng ngon hết trơn. Ngon xèo. Đó là mẹ ăn mất cổ. Rau này á, ăn sống thì nó tốt. Nó không mất vitamin. Gì vậy? Nút cơm vô. Nãy con ăn được rồi. Mà nút cơm vô. Lừa lừa nuốt được nha. Không con lừa lừa cũng nuốt á. Để cho nó xương nó to thì nuốt luôn. Xương này nhỏ mà ăn phải kỹ phải không? Phải không? Thôi, đưa xương ra. Không không không. Đưa xương hay xương nhỏ vậy đó, xương sống á. Ừ. Con lừa lừa xương ra phải không? Con cắn vậy. Từ từ vậy á. Mình vẽ cái giữa. Có mẹ ăn nửa táo. Nửa táo là nửa trái táo. Miếng thật. Ừ, nửa trái. Có mà không gan. Mới ăn cơm gà. Sáng chỉ có ăn cơm gà là chắc ruột nhất thôi. Nếu không phải bà ngoại làm đơn giản tô vậy. Cơm ngồi quê không? Cơm ngồi cơm gà. Dễ ăn. Không chắc ruột. Cơm chiên. Ừ. Mà cái cơm gà phải ăn sáng sớm khoảng chừng 6-7 giờ rồi. Chứ còn mình ăn 8-9 giờ là bắt đầu cơm trưa này nó no. Mình nấu cơm à. Tại cơm gà là ăn nó chắc ruột. Nó lâu tiêu. Nước cơm này kẹo ghê không Bi? Này nó có cái màng nè. Có cái màng là chứng tỏ là nay là nước cơm kẹo nè. Nước cơm này ăn hoài không ngán. Ăn canh cỡ nào cũng vậy mà không bao giờ bỏ nước cơm được. Nước cơm này phải có gạo lứt kìa, ngon dữ dằn. Bổ. Ừ. Nhà ăn mà một trái nhà đây con để sẵn rồi. Để cho mẹ phải không? Dạ. Sáng mua được nãy chú Công Mẵn nè. Chú Công Mẵn này nó nhỏ nhỏ vậy nè của chú anh chị. Chú này đường nhiều. Bởi vì ăn ngày trái hay trái. Trái nhỏ nhỏ vậy được rồi. Chuối này vừa chín tới. Nhưng mà ông bà bán chuối nha. Vì thích ăn chuối nhỏ nhỏ vậy phải không? Dạ. Chứ chuối nhỏ này ăn trái vừa ăn mẹ. Ừ. Chú bự quá ăn không hết. Ừ. Thì xong bữa trưa ạ. Đơn giản ha. Thú vui dân dã. Cái này kêu bằng dòng sữa mẹ hiền nè. Trời, ngày xưa cái thời của con là ba mẹ con cho uống cái này không chứ làm gì có sữa mũ như pha bột bích chi. Còn cái này thì pha với đường. Mà đường ngày xưa đường đen á, đường đen uống thùng á. Đường thùng á đúng rồi. Thùng với đường tán á. Chứ làm gì có đường trắng. Trắng sau này. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.